cả cái bản kinh xem cách 24 giờ. Lead 105i, độ kiển nhẹ, siêu ấn tượng, tạo đẳng cấp. Honda Lead 105i được độ dưới đây đã có sự lột xác nhẹ nhàng, phá cách, đầy táo bạo, ấn tượng của Michael Việt. Lead 105i, độ kiển nhẹ nhàng, siêu ấn tượng, tạo dáng đẳng cấp. Honda Lead 105i là dòng xe mang ra một thiết kế đậm chất thể thao. Từ lúc trình làng cho đến nay, cái dòng xe này đã đem lại rất nhiều cảm hứng cho những tài độ xe và những tín đồ chơi xe trong nước bằng những bản độ nhẹ nhàng đến nằm hố hay phong cách của mỗi người. Cũng như chiếc Lead 105i ở bên dưới đây, khi được một dân chơi Việt độ lại một phong cách là thật đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng tạo ra cái sự tinh tế và đẳng cấp cho chiếc xe cưng. Khoác trên một cánh đậm chất thể thao mạnh mẽ với màu Metallic. Ổ khóa Smart Key là sự vượt bậc của công nghệ chống trộm cũng như là tiện ích rất nhiều chức năng. Dàn chân nguyên thủy để nó bật với cái màu cam ở mầm, đĩa gaffer hài hòa cùng với heo dầu sim được khắc logo Rainbow. Bánh lái trước tạo điểm nhấn thẩm mỹ với đồ hình ốc rô ti. Ống xả nguyên thủy được độ đậm chất thẩm mỹ với Oppo thừa hưởng từ chiếc Lead đời đầu và chụp biển bồ Thái Lan cực độc. Góc nhìn phá cách táo bạo, sự thu hút với bánh lái trước được sơn màu cam và bánh sau là màu hồng. Cái mẫu xe này là sự phối hợp của các phiên bản màu cực kỳ mạnh mẽ và hấp dẫn, mang tới cái nhiều cảm giác thích thú cho những anh chàng thích cái tính mạnh mẽ. Lead 100i độ kiển phá cách trong bộ cánh là nguyên thủy. Lead 100i độ kiển phá cách là mẫu xe tay ga được sản xuất tại trường Thái Lan và được cộng đồng chơi xe Việt Nam ưa chuộng bởi thiết kế xe thể thao thích hợp cho phụ nữ. Chưa dừng lại với sự nguyên thủy, qua các bàn tay thợ độ, các chiếc xe này trở thành mạnh mẽ, thể thao hơn, phù hợp hơn cho phái mạnh và đặc biệt quyến rũ và sành điệu như là chiếc Lead 105 độ ở dưới đây. Khoác trên một cánh nguyên thủy tạo sự sang trọng với cái tông màu trắng. Phần đầu thanh thoát tạo sự nhẹ nhàng với kính của Rizoma. Rù xéo Rizoma tạo sự góc cạnh ở hai phía tay lái. Bánh lái nguyên thủy đây trở nên thu hút hơn với cái đĩa gaffer hài hòa cùng với heo của Rainbow hai bít tay xứng. Dây dầu kiển được giữ chặt bằng phát kẹp dầu CNC logo Rainbow. Đồ hình ốc rô ti cực đẹp. Góc nhìn với cái bục Pauline bình dầu giúp cải thiện độ nhún êm ái hơn, cũng như là món đồ chơi kiển đầy sang trọng và thẩm mỹ khi gắn trên xe. Chiếc xế đang đội dáng cùng với những đồng bọn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại chi tiết. Nhớ like, share, subscribe.